Bạn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại? Học thì quá khó, Làm việc thì không đâu vào với đâu cả. Xung quanh ai cũng thành đạt, ai cũng nhiều tiền. Tại sao có mỗi mình nghèo? Quá áp lực. Và những lúc như thế thì các bạn sẽ làm gì? Bực bội, tức giận, cáu gắt, ghen tị, đố kỵ, hay là các bạn sẽ đi ngủ và mặc kệ tất cả? Đó cũng là cách, nhưng mà không phải là cách tốt. Nếu như bạn nào biết Yến ở ngoài và theo dõi kênh của Yến đã lâu thì chắc chắn các bạn cũng cảm nhận được Yến là một người tích cực và lạc quan, đúng không ạ? Đúng ạ. Không phải là không biết buồn nhá, cũng không phải là không biết stress vì công việc nhá, chỉ là cái cách mà mình vượt qua nỗi buồn và áp lực cuộc sống như thế nào mà thôi. Trong video hôm nay thì Yến sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách mà Yến thường làm để có thể vượt qua tất cả những cái bão giông của cuộc sống. Thứ nhất, đó là đọc sách các bạn ạ. Những người thành công đều có một tủ sách riêng của mình. Dám cá với các bạn luôn là không có ai thành công mà lại không đọc sách cả. Ta-da! Đây là tủ sách của Yến. Tuy không được nhiều cho lắm nhưng mà cũng không quá ít. Được 50 cuốn các bạn ạ. Yến có một thói quen đó là sưu tầm sách. Mỗi tháng thì mình thường mua từ 1 cho đến 2 hoặc 3 cuốn gì đấy tùy vào điều kiện tài chính. Mặc dù là có thói quen sưu tầm sách nhưng mà do nghèo, thế nên là hiện tại mới chỉ có bằng này sách thôi. Tuy nhiên thì hôm nay thì Yến sẽ chỉ giới thiệu với các bạn 3 cuốn sách mà Yến cảm thấy là nó phù hợp và liên quan đến cái chủ đề mà chúng mình nói đến hôm nay. Sống tích cực và lạc quan, tìm kiếm động lực sống. Và cuốn sách đầu tiên đó chính là Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn. Thì cuốn sách này Yến đã đọc từ năm nhất đại học, tức là lúc đấy là 18 tuổi khi đọc quân sự các bạn ạ. Thì cảm thấy là trời ơi, nó quá là hay và thấy là mình được thôi thúc mình phải đi và mình phải trải nghiệm nhiều thứ ấy. Thì như các bạn có thể thấy, tựa đề cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Câu hỏi dành cho các bạn đấy, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Suy nghĩ đi. Nghĩ xong rồi thì comment xuống dưới nhé. Cuốn sách này giống như kiểu một hành trang giúp mình vững bước hơn trong cuộc sống này. Từ khi mới lên đại học vẫn còn rất là non nớt thì đến bây giờ cũng chững chạc hơn nhiều rồi, do là đi nhiều, trải nghiệm nhiều hơn, khám phá nhiều nên là cảm giác mình cũng bị già hơn. Và suy cho cùng thì tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu nhỉ? Rằng mình đã sống trọn vẹn với tuổi thanh xuân của mình hay chưa? Liệu là khi mà mình học tập và làm việc một cách điên cuồng, mình không giải trí, mình không dành chút gì cho bản thân mình ấy, thì mình có cảm thấy thật sự hạnh phúc hay không? Khi mà các bạn đọc xong cuốn sách này thì mình tin là các bạn sẽ có một câu trả lời cho chính bản thân mình. Cuốn sách số 2, Yêu những điều không hoàn hảo. Cháu ơi, nhìn bìa thấy dễ thương đúng không các bạn? Cuốn sách này của tác giả Haemin, người Hàn Quốc, đã từng học tập và giảng dạy tại Mỹ về tôn giáo. Đây là một món quà sinh nhật của một người bạn thân của mình tặng vào sinh nhật khi mình 22 tuổi. Mình đọc cách đây 2 tuần, ôi quá là hay luôn ý. Nên là mình sẽ phải review cho các bạn trong cái video này luôn. Khi mà mình đọc thì mình cảm giác như lòng mình được an nhiên, mình cảm thấy nhẹ nhàng và mình cảm thấy yêu và trân trọng bản thân mình hơn. Yêu con người, yêu cuộc sống, dù là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống này thì đều đáng được trân trọng, đáng được tôn trọng, yêu thương và chia sẻ. Và cuốn sách số 3, Nghề tay trái hái ra tiền. Đây là một cuốn sách mình thấy là có tính thực tế rất là cao các bạn ạ. Cuốn sách sẽ gợi ý cho các bạn những cái cách mà chúng mình có thể kiếm tiền bằng nghề tay trái. Rằng là những cái đấy mà các bạn có thể là thấy nó rất là nhỏ nhặt trong đời sống này ấy. Mình có năng lực đấy, nhưng mà mình không nhận ra nó. Và cuốn sách này sẽ khai sáng cho các bạn rất là nhiều. Mình từng áp dụng, mình đã áp dụng và mình cũng kiếm thêm được một chút từ cuốn sách này. Nếu mà không có nó thì chắc là mình cũng không biết là mình có làm YouTube nữa không nhỉ? Nói chung là nên đọc, đáng đọc. Và sau khi đọc sách thì mình rút ra một điều. Nhiều khi những cái chi tiết nhỏ trong sách thôi cũng sẽ giúp mình cảm giác như được khai sáng vậy. Và những lúc như thế thì các bạn nên lấy giấy bút ra và ghi lại luôn. Tại vì sao? Tại vì bộ nhớ của chúng mình có giới hạn, đúng không ạ? Khi mà các bạn đọc xong một cuốn sách ấy, thì các bạn sẽ ghi nhớ lại được bao nhiêu? 10% là nhiều. Mà đấy chỉ là những cái ý lớn thôi nhá. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ cơ, những cái mà giúp bạn khai sáng ấy. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Nên là hãy lấy giấy bút ra, ghi lại nhá. Nói là phải làm.
Do là cái thế giới quan và cái tư tưởng của mỗi người khác nhau, nên là dù đọc một cuốn sách giống nhau nhưng mà những cái mà chúng ta nhận được ấy nó lại khác nhau các bạn ạ, tùy vào cả thời điểm nữa đấy. Nên là bản thân mình phải tự là người đọc sách, tự đúc rút kiến thức, chứ không ai có thể đọc sách thay các bạn được. Và Yến có để link mua mấy cuốn sách vừa rồi ở phía dưới phần mô tả, các bạn có thể ghé qua đấy đỡ phải tìm. Yến đã mất công tìm cho các bạn, chọn lọc cho các bạn, so sánh giá cho chỗ nào rẻ nhất và để dưới link đi rồi. Thế nên là kéo xuống nhá, nếu mà muốn mua ấy nhớ ơi, bấm vào link đấy nhá, không hề quảng cáo. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, đánh giá, nhận xét, đúc kết thì Yến đưa ra một cái khái niệm về bucket list như sau. Bucket list là danh sách những điều mình muốn làm, chỉ đơn giản thế thôi các bạn ạ. Yến đã ghi lại đây, một bucket list dành cho những việc cần phải làm trước năm 25 tuổi. Đó là đổi điện thoại mới, cái này làm rồi. Mua một cái mũ bảo hiểm cũng làm rồi. Mua xe máy chưa, nhưng mà cũng đang phấn đấu mua một em Razer. Có một chiếc máy ảnh, có rồi, cái mà đang quay này. Đi xuyên Việt chưa. Nói chung là rất là nhiều thứ, ở đây phải đến tầm 4-5 trang rồi đấy. Thì cái này là mình không chỉ là viết những điều mình muốn làm cho bản thân mình, mà còn viết những điều mình muốn làm cho bố mẹ, người thân, anh chị em, bạn bè. Như là gửi tiền hàng tháng về cho mẹ này, hay là đi chơi cùng bạn bè này, tham gia một tổ chức phi lợi nhuận này. Nói chung là cũng rất là nhiều điều mình muốn làm ý. Mỗi khi mà mình cảm thấy mất động lực sống ý, thì mình lại nhìn vào cái bucket list đấy, những điều mình muốn làm. Chà, có rất nhiều điều mà mình chưa làm được các bạn ạ. Thì đấy, mình phải làm được nó, và mình phải quyết tâm, mình không được lười. Cuộc sống này chỉ sợ nhất là chúng mình không có mục tiêu sống mà thôi. Thứ ba, follow và kết bạn với những người tài giỏi và lạc quan. Các bạn nên chọn để theo dõi những người mà các bạn cảm thấy có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm ấy. Ví dụ như mình trong lĩnh vực du lịch thì mình theo dõi anh Đinh Võ Hoài Phương là anh Khoai Lang Thang, anh Hoàng Minh Tuấn là anh Trang La Cà, chị Nhị Đặng, chị Trang Chó, chị Đinh Hằng. Ui, rất nhiều anh chị khác là những người truyền cảm hứng cho mình. Còn trong lĩnh vực giải trí, ai mà chả muốn giải trí đúng không? Thì mình theo dõi anh Đỗ Missy này và anh Huy Cung. Đấy, có hai người mà mình thường xuyên theo dõi nhất. Trong lĩnh vực âm nhạc thì mình theo dõi chủ đen, Đen Vầu. Ui, và chị Mai âm nhạc. Bà này được cái rất là buồn cười nhá, kiểu sinh ra là để tấu hài. Và đấy là những người nổi tiếng rồi, họ đã gặt hái được những thành công trong cuộc sống rồi. Thì hầu hết họ là những người tích cực và lạc quan. Tích cực và lạc quan thì mới có thể làm được những điều như thế. Còn đối với những người mà họ không có nhiều người theo dõi, không có tầm ảnh hưởng, nhưng bản thân họ lại rất giỏi, thì làm sao để tìm kiếm được những người như thế? Thì khi mà các bạn lướt và theo dõi profile của một ai đấy, một trang cá nhân trên Facebook ấy, thì các bạn chắc chắn là sẽ có một cái đánh giá nào đó về người đó. À, để mình giới thiệu cho các bạn một đứa nhá, mình thấy khá là hay ho đấy. Và đây, cái đứa mà Yến muốn giới thiệu với các bạn. Đây, tên Facebook của nó là Yến Ly, mở ngoặc Vivu, Travel Vlogger. Kênh YouTube là Yến Vivu. Ôi dồi, sao kênh YouTube giống kênh của mình thế nhỉ? Review quay dựng video này. Đấy, xem nào. Ui, ảnh bìa để được hơn một năm rồi vẫn chưa thay ạ. Đi được nhiều nơi phết nhở. Tổng hợp một cái list 63 tỉnh thành. Content creator tại Yến Vivu này, đến từ Bắc Giang này, sống tại Hà Nội này. Ui, gần 10.000 người theo dõi các bạn ơi. Cũng được phết đấy chứ. Đi nhiều nơi ở miền Bắc này, lên vài trang báo này, cà phê bít luôn ạ, du lịch Việt Nam này. Uầy, cũng được đấy, cũng xịn sò đấy. Gì đây, làm phim VTV7 đỉnh ghê đấy, các bạn thấy chưa? Mình giới thiệu mà, các bạn nên theo dõi nhá, thấy cũng có vẻ là tích cực lạc quan phết đấy. Tìm kiếm động lực sống ở đây chứ đâu. Nhớ kết bạn và theo dõi nhé. Không kết bạn được thì theo dõi. Và thứ tư, đi đâu đó rời xa cuộc sống hiện tại. Tại vì sao? Tại vì hầu hết những cái nỗi buồn của chúng ta là xuất phát từ hiện tại.
Chính vào lúc này, vào thời điểm này, bạn buồn vì nấu cơm quên không cắm điện. Bạn nhìn cái máy tính thì thấy deadline chồng chất. Tất cả mọi thứ ở hiện tại khiến bạn buồn. Có thể là những điều trong quá khứ đi, nhưng mình thấy là hầu hết là hiện tại. Vậy nên là mình cần phải thay đổi môi trường. Mình có thể đi đâu đó xa xa này, sáng thức dậy ở một nơi ngắm bình minh này, tiếng chim chóc hót líu lo này. Ôi dồi ôi, nghĩ đến rồi đã thấy thích rồi phải không? Nhưng mà hiện tại thì đang dịch nên là chúng mình không thể đi đâu được. Nhưng mà mình thấy là tình hình dịch cũng bắt đầu ổn định hơn rồi, cũng sắp tới chắc là cũng đi được đấy. À, tiết lộ với các bạn nhé, là mình đang ấp ủ một chuyến họp đi Tà Xùa. Cái này mình muốn tổ chức tầm khoảng 20 người thôi, không đi đông quá. Thì nếu mà các bạn muốn tham gia cùng ý, thì các bạn có thể đăng ký, mình sẽ để link ở phía dưới, các bạn có thể đăng ký vào đấy. Còn khi nào đi được ý, tổ chức như thế nào ý, thì mình sẽ nhắn tin hoặc là gửi mail cho các bạn sau. Cứ đăng ký trước đã nhé, có 20 slot thôi nên là phải nhanh tay đấy. Và thứ năm, cái rất là quan trọng, đó là luôn giữ tinh thần lạc quan. Tất cả những điều kể trên sẽ là vô dụng nếu như các bạn không giữ được một cái tinh thần lạc quan. Một số suy nghĩ luôn ở trong đầu mình, đó là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều. Trong ngôn sống của mình là đường tuy ngắn không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm không bao giờ xong. Phải đi này, phải làm này, phải trải nghiệm này, phải tận hưởng cuộc sống này thì chúng mình mới có thể đến được đích đến và gặt hái được thành quả. Suy cho cùng ấy, thì cái quan trọng và cái cốt lõi ấy, đó là tư tưởng của chúng mình. Hãy làm sao để trong đầu mình luôn 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 là phải lạc quan, phải tích cực lên. Khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua cả thôi. Nên là đừng thấy trông gai tạm thời trước mắt mà khiến mình lạc chí nhá. Ok, và trên đây là 5 điều mà Yến muốn chia sẻ với các bạn. Không biết là các bạn thường vượt qua nỗi buồn và áp lực cuộc sống như thế nào? Hãy comment ở phía dưới để cho Yến và mọi người khác cùng biết nhá. Và nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho Yến một like, có thể là chia sẻ với bạn bè để giúp họ cũng cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Yến. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Yến Vui nhé. Bye bye.